Trận đấu Canada với Haiti tại bảng B Go Cup 2021 vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 16 tháng 7 được bóng đá WAP cập nhật liên tục tỷ lệ tiếp soi kèo bóng đá, nhận định dù vừa thắng Haiti cả hai trận trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022, các cầu thủ Canada vẫn chưa hạ. Canada quyết thắng tiếp Haiti tại Gold Cup để trả cả vốn lẫn lãi cho món nợ đã vay cách đây 2 năm. Canada và Haiti có thể xem là cặp đối thủ oan gia ngõ hẹp bậc nhất khu vực CONCACAF trong vòng 2 năm trở lại đây. Hai năm trước, Canada phải nhận một trong những thất bại sốc nhất trong lịch sử của mình. Tại vòng tứ kết Gold Cup 2019, Canada dù sớm dẫn trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhiều với tỷ số 2-0 nhưng cuối cùng lại để bị thua ngược 2-3 và bị loại. Đối thủ khiến Canada phải nhận thất bại sốc và cay đắng đó chính là Haiti, thất bại 2-3 ấy được các cầu thủ Canada coi như bài học lịch sử. Họ phải ghi nhớ rằng không bao giờ được phép lơ là chủ quan sau khi đã dẫn bàn đối thủ. Và thực tế cho thấy Canada đã biết rút bài học đến nơi đến trốn. Bằng chứng là trong 11 trận gần đây có lợi thế ghi bàn mở tỷ số, Canada thắng cả 11 trận như vậy, trong 11 trận bảo toàn được chiến thắng đến hết trận sau khi đã ghi bàn mở tỷ số kể trên, có 2 trận đến trước chính Haiti. Đó là hai trận trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 vừa diễn ra hồi tháng 6 năm nay. Canada vượt qua Haiti với tổng tỷ số 4, không qua hai trận trả nợ gốc này. Giờ là lúc Canada muốn trả nốt lãi trước Haiti. Ngoài quyết tâm phục thù, Canada có cơ sở vững chắc để hướng tới chiến thắng thứ ba liên tiếp trước Haiti. Canada đang sở hữu mạch 7 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Trong mạch 7 trận toàn thắng này, có tới 6 trận Canada vượt qua đối thủ của mình với cách biệt từ 3 bàn trở lên mỗi trận, còn Haiti để được góp mặt vào gâu Cup 2021 vừa phải tốn sức vượt qua hai vòng sơ loại. Lịch sử đối đầu giữa hai đội cũng ghi nhận thế áp đảo hoàn toàn của Canada. Ngoài kết quả sốc ở tứ kết go cup 2019, Canada đã thắng 6 phần 7 trận đối đầu gần đây với Haiti. Lần tái ngộ này, Canada chẳng có lý do gì mà không thắng tiếp Haiti.